Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các chuyến xe miễn phí để đưa hơn 390 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Đây là hoạt động trong chương trình Tấm vé nghĩa tình Tết đoàn viên diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến ngày 5 tháng 2, tức là ngày 26 Tết. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm không tổ chức chuyến xe về quê Tết do dịch bệnh, ở dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay thì Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức chuyến xe đoàn viên Tết nghĩa tình để đưa hàng ngàn đoàn viên người lao động về quê đón Tết sum họp gia đình. Theo kế hoạch, khoảng 7 giờ 30 sáng nay các chuyến xe công đoàn lăn bánh để đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Thế nhưng ngay từ 6 giờ sáng đã có hàng trăm công nhân có mặt tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai để sắp xếp hành lý trên chuyến xe của mình. Đây đều là những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ít nhất 3 năm không về quê đón Tết. Nhiều người hồi hộp cả đêm qua không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để xách ba lô về quê trên chuyến xe công đoàn. Với nhiều lao động, sau một năm khó khăn bươn chải nơi xứ người, giờ đây ai cũng thủng thức chờ đợi khoảnh khắc đoàn tụ bên gia đình. Hôm nay thì công đoàn tổ chức cho công nhân về thì thứ nhất là xe đẹp, chỗ ngồi cũng đẹp, nói chung là vậy. Với lại được sự có mặt của đông đảo mọi người thì em cũng thấy rất vui và mừng. Tối thì nhiều lúc không ngủ được vì cứ nghĩ được về, mới lại mình cũng lo dậy sớm để sợ không sợ trễ chuyến xe. Sáng nay ở đây dậy từ 5 giờ sáng và thấy không khí rất là vui và nhộn nhịp. Cảm ơn Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã quan tâm đến đời sống công nhân lao động trong công ty. Trong 3 ngày 3, 4 và 5 tháng 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức gần 35 chuyến xe để đưa gần 1.400 đoàn viên người lao động và người thân về quê đón Tết tại các tuyến Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội. Riêng sáng nay, có 10 chiếc xe chở 396 công nhân lao động. Để đảm bảo an toàn cho người lao động trong suốt hành trình về quê, trước đó Liên đoàn Lao động tỉnh đã có buổi gặp gỡ các tài xế của đơn vị vận tải để cam kết thực hiện nghiêm quy định về giao thông cũng như chất lượng dịch vụ trên các chuyến xe này. Liên tỉnh cũng đã tổ chức cái chương trình gặp gỡ tài xế và đơn vị tham gia vận chuyển. Thì về cơ bản các cái nội dung như là về an toàn khi lái xe và đảm bảo cái chế độ ăn uống cho công nhân lao động trên hành trình về quê cũng được đảm bảo. Trước khi khởi hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã đi tới từng xe để ân cần thăm hỏi, chúc Tết và lì xì cho toàn bộ công nhân về quê đón Tết. Đồng thời nhắc nhở công nhân sắp xếp quay trở lại làm việc đúng ngày, đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sau Tết. Theo kế hoạch, ngoài việc tổ chức các chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê, vào ngày 6 tháng 2 tới, nhằm ngày 27 Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ tiễn hàng trăm người lao động về quê ăn Tết trên chuyến tàu tại ga Biên Hòa từ tấm vé nghĩa tình của tổ chức công đoàn.